Xin chào mọi người ạ. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người một số loại cây mà hợp với cả người mệnh kim nhé mọi người. Thì người mệnh kim thì phải trồng cây gì để có thể may mắn này và ý nghĩa trong phong thủy nhá. Thì nhiều người thắc mắc rằng là không biết là người mệnh kim thì nên trồng loại cây nào để ở trong nhà để có thể may mắn này, tài lộc. Thì hôm nay thì cây đời xin giới thiệu với mọi người một số loại cây mà để cho người mệnh kim đấy, bật mí cho các bạn một số loại cây mà hợp với cả người mệnh kim và may mắn ý nghĩa nhá. Thì thứ nhất là về định nghĩa người mệnh kim như thế nào. Thì người mệnh kim là người cung mệnh đứng đầu trong ngũ hành. Theo phong thủy thì mệnh kim thì tượng trưng cho những cái kim loại này, nguyên khí và các loại đất đá nâu trong lòng đất. Đấy, chính vì vậy mà người mệnh kim khá là cứng rắn và rất là mạnh mẽ, luôn có cái mục tiêu quyết đoán và kiên định trong cái mục tiêu của mình đó. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái điểm mạnh trong tính cách thì người mệnh kim cũng có những cái nhược điểm khá là ngang ngạch và bướng bỉnh và dễ bị nổi cáu nhá. Ngoài ra thì họ cũng so sánh một chút gọi là toan tính này, chỉ thích mình là trung tâm và muốn người khác nghe theo, đặc biệt là những cuộc tranh luận nhá. Đó thì thứ hai là về một số loại cây mà phù hợp với cả người mệnh kim. Thì thứ nhất là em xin giới thiệu với mọi người, đây là cây bạch mã nhá. Đó, đây là một loại cây cảnh mà mọc theo nhóm. Đó, mọi người thấy không ạ? Thì thân của nó là màu trắng ngà như thế này, to bằng cái chiếc, rất là to. Đây đúng không ạ? Đó. Và mỗi nhóm thì đều có những cái nhỏ và tán lá của nó xòe rộng như cái lá to và bóng như thế này. Đây mọi người ơi. Và ở giữa mỗi chiếc lá thì có đường gân đỏ màu trắng xanh tỏa ra hai bên và những cái đường gân nhỏ đây. Đó. Thì cây bạch mã hoàng tử này là một trong những loại cây phong thủy và hợp với cả người mệnh kim. Loại này thì mang đến rất là nhiều may mắn trong sự nghiệp này cho gia chủ và thường được sử dụng để làm một số quà tặng vào các dịp lễ khai trương hay là thăng chức. Đặc biệt là loại cây này phù hợp với cả người mệnh kim vì tượng trưng cho sự mạnh mẽ và nam tính. Đó. Rất là phù hợp. Đây là cây ấy nhá mọi người, cây bạch mã hợp với cả người mệnh kim. Đây, cây thứ hai mà mình muốn giới thiệu với mọi người đó là cây ngọc ngân. Đây ạ. Cây ngọc ngân. Đây mọi người ơi. Đây là cây ngọc ngân ạ. Thì cây ngọc ngân này là một loài cây mà dễ nhận biết vì cái đặc điểm của nó lá to và xòe rộng với màu sắc là chủ yếu là màu trắng xanh ở giữa nhá, viền lá xanh đậm. Đó, bạn có thể trồng thử sinh hoặc là trồng đất đá bình thường đều được hết nhá mọi người. Thì loài cây này thì mang nhiều ý nghĩa này, vẻ ngoài của nó sang trọng. Thì loài cây này còn được biểu tượng cho tình yêu và tình yêu sâu sắc. Bên cạnh đó thì nó còn rất là bền vững nữa. Thì cùng với khả năng đấy thì nó có thể xua đuổi tà vận và những điều bất trắc trong cái cuộc sống của chúng ta. Và đặc biệt là cây ngọc ngân này nó còn phù hợp, rất là phù hợp với cả người mệnh mệnh kim nhá mọi người. Đó. Để mọi người thấy không ạ? Thì loại cây này thì cũng có rất là nhiều kích cỡ khác nhau. Đặc điểm nhận dạng của nó là lá của nó sẽ hình bầu dục nhọn, phần đuôi lá như thế này. Đó. Mọc xe kẽ nhau. Và cái cây ngọc ngân này thì cái thân của nó màu xanh nha mọi người. Đó, thân của nó màu xanh, dạng cây thân thảo.
Nó đang nổ trắng xanh như thế này đẹp lắm, và nó rất là hợp với cả người mệnh kim vì nó có pha màu xanh và màu trắng đó mọi người ơi. Tiếp theo thì là một cây nữa mà rất là phù hợp với cả người mệnh kim, đó là cây trầu bà đế vương nha mọi người. Đây ạ, trầu bà đỏ đây đây mọi người thấy không, đó đây ạ, lá của nó rất là to đẹp. Thì loại này thì cùng họ với trầu bà, thân của nó thì nhỏ và mọc thành khóm như thế này, cái lá của nó khá là to hình trái tim và có màu xanh thẫm như thế này mọi người ơi. Đấy, thân của nó thì có cái cuống lá của nó là màu đỏ nhá, màu đỏ nâu hoặc là vàng đó. Thường thì mọc xòe ra xung quanh như thế này, và cây thường được trồng dạng thủy sinh hoặc là có thể trồng đất luôn nhá mọi người. Và khi người mệnh kim trồng loại cây này thì sẽ giúp mang đến nhiều cái lộc quý và làm ăn phát đạt hơn, gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc đó. Rất là đẹp nha mọi người ơi, cây này cũng rất là hợp với cận người mệnh kim đó. Thì đó là một số cái cây mà mình giới thiệu với mọi người về người mệnh kim. Và lưu ý cho mọi người khi mà trồng cây phong thủy cho người mệnh kim nhé. Thứ nhất là một số lưu ý về người mệnh kim khi mua cây trong phong thủy, và tránh trường hợp là mua nhầm loại cây và mang ý nghĩa không tốt. Thứ nhất là về người mệnh kim thì hợp với cả màu vàng, màu màu nâu và màu trắng hoặc là màu xám nha mọi người. Thì màu xanh dương là một màu mà mệnh kim nên hạn chế chọn mua khi mà loại cây này cũng giống là các vật phong thủy, để tránh những cái điều không tốt sẽ đến với mình nhá. Còn người mệnh kim thì kỵ với cả màu hồng và màu đỏ, vì với người mệnh kim theo phong thủy thì nên tránh những cái loại màu như thế, để loại cây và vận phong thủy của các màu đều sẽ phải gặp không phải gặp nhau, và bất trắc gì trong cuộc sống ảnh hưởng đến cả tinh thần, sức khỏe và trong cuộc sống của chúng ta nha mọi người. Thì đó là một số cái thông tin mà cây đời chia sẻ với mọi người và bật mí cho mọi người về những bạn mà người mệnh kim hợp với cả cây nào, thì trồng cây gì để có thể may mắn và có thể phát tài phát lộc đó. Và ý nghĩa trong phong thủy thì hy vọng thì qua cái clip này thì sẽ giúp cho bạn có thể biết thêm nhiều thông tin cần thiết hơn, và có thể chọn cho mình một cây phù hợp với cả mệnh của mình nhé mọi người. Đó đây ạ, đây là cây trầu bà đế vương nhé mọi người. Lá của nó khá là to, viền nó cũng là viền đỏ như thế này, và ở trong thì nó có cái sọc trắng đó. Đó, đây là cây ngọc ngân này. Ngọc ngân thì rất là thích hợp với cả người mệnh kim rồi đó mọi người ơi. Đây ạ, đó. Thì mọi người có thể chọn một trong ba cây này để mình có thể để ở trong nhà này, hoặc là cái cây bạch mã trắng muốt như thế này rất là đẹp, mình để trang trí ở trong phòng khách của gia đình này, để ở ngoài ban công, để ở ngoài cửa sổ, hoặc là mình có thể để ở trước hiên nhà nữa nha mọi người. Đó, mình có thể trang trí nhà cửa của mình xanh mát hơn, và đặc biệt là những cây này có thể lọc không khí rất là tốt nhá. Như, ví dụ như là mình sử dụng điện thoại này, các sóng điện tử, tivi, máy tính đó, thì nó có thể lọc bớt đi các chất khí độc hại mà nó tiết ra từ máy móc điện tử nha mọi người. Đó mọi người ơi.
Thì đấy là một số loại cây mà hợp với cả mệnh kim mà mình chia sẻ. Thì mong là cái clip này có thể giúp cho mọi người có thể tìm cho mình một loại cây phù hợp với cả mệnh của mình nhé mọi người.